chưa? Hả? À, dậy nào. Nào, ui rồi lên đấy ạ. Hả? Hả? Bibi thèm rồi đúng không? Quả gì đây? Chưa bị tụt tụt rồi. Đang nấu, nóng, nóng, đi qua đây. Ừ, tao vẫn ăn rồi. Nóng không? Em Bibi dậy rồi này. Bibi ra đây đi. À, ngồi đây này chị. Con chuẩn bị được ăn nhá. Rồi, rất là ngon. Rồi, chuẩn bị đi đây. Nóng đi nhá, nó được sơ vào đấy, bỏng đấy. Thiêu vào bia rồi. Có lại lấy tia đi. Đây là canh cho con nè. Cái canh à? Ừ, để bán lấy canh. Ừ. Thank you.
để lấy con Bibi nó canh này nào. Canh này. Đây. À. Ừ. Ăn đi biến. Anh chưa à? Anh ngon rồi. Ừ. Đi ăn hết à? Ăn nước trứng nữa đó. Ừ. Đâu nè? Ừ? Đâu á? Ăn trứng nè. Đó. Ăn viên tháo uống sữa nhá, ăn tay tay. Đã lắm nhỉ. Đó, ba lấy sữa xem. Chú có ăn sữa, chị uống sữa không? Ừ. 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 No nè. Con không uống gì. Ừ. Đúng không? Bibi thèm này đúng không? Quả gì đây? Đấy, là cái kia đấy. Chưa bị ăn tụt tụt rồi. Chú cao hôm nay em thấy chậm nhá. Thấy chưa? Thấy chưa? Nó cứ tiếp được khóc đấy. Nào, hôm nay nào. Chịp xong lại rửa tay lại với em Bibi đi chơi con. Nó rửa tay cho miệng đấy. Chị lại về chơi nhá. Bye bye nhá. Ăn anh không? Ừ. Nhanh lên. Chị đi xong rồi.